xin kính chào quý vị đã đến với kênh sống hạnh phúc quý vị thân mến nhiều người thường không để ý tới tiềm năng của bản thân gặp vấn đề nhỏ cũng tìm người khác giúp đỡ mà quên rằng mình có thể tự thử sức giải quyết làm người phải dựa vào bản thân trước tiên dù bạn quen biết bao nhiêu người đi chăng nữa thực sự có thể giúp bạn cũng không nhiều vậy nên phải tự lực cánh sinh trong môi trường công sở nơi làm việc đừng nói bạn quen biết bao nhiêu người hãy nói khi gặp khó khăn bao nhiêu người có thể giúp bạn những người nghèo thường có những đặc điểm như sau một là luôn chỉ nghĩ về bản thân và quan tâm đến thể diện hai là ý tưởng nhiều nhưng không thực hiện ba là thường oán trách trời đất và cảm thấy bất công với mình. Bốn là tự tin nhưng không có chủ kiến đối mặt với việc lớn. Năm là chi ly tính toán từng đồng vặt vãnh, không muốn đầu tư vào bản thân. Sáu là bảo thủ không dám mạo hiểm và tính toán quá kỹ. Là một người nghèo, thông thường nên có một cơ thể khỏe mạnh trí tuệ bình thường mặc dù không có vốn đầu tư làm ăn lớn chúng ta cũng nên tỉnh táo để đầu tư vào những thứ sau thứ nhất đầu tư cho sức khỏe sinh mệnh xuất phát từ cơ thể khỏe mạnh vì vậy một cơ thể khỏe mạnh có giá trị vô cùng bất kể người nghèo hay giàu đều cần đầu tư vào sức khỏe điều tốt là không cần nhiều tiền để đầu tư vào sức khỏe chỉ cần hình thành thói quen sinh hoạt tốt, dành thời gian nghỉ ngơi, vận động, có chế độ ăn uống hợp lý, tập luyện vừa phải, tránh xa rượu bia và thuốc lá là đã đảm bảo sức khỏe tốt. Dù bạn không có trình độ học vấn cao hay năng lực kiếm tiền giỏi, chỉ cần bỏ công sức ra là có thể tự nuôi sống bản thân. Thứ hai, đầu tư cho học tập muốn thoát khỏi vận nghèo mỗi người nhất định phải thay đổi tư duy và cần phải đầu tư thứ quan trọng then chốt cần được đầu tư để thay đổi vận nghèo hèn đó chính là não bộ đầu tư cho não bộ để chúng ta có thể tự tư duy tự phát triển để chúng ta đủ hiểu biết để giải quyết ứng phó với mọi việc vậy làm thế nào để đầu tư cho não bộ câu trả lời đó chính là học tập đặc biệt là tự học có một lượng kiến thức tích lũy đủ nhiều chúng ta sẽ phát hiện ra rằng tài nguyên có thể tận dụng xung quanh mình rất nhiều não bộ của chúng ta cũng sẽ càng lúc càng trở nên linh hoạt vậy làm thế nào để chuyển hóa kiến thức trí tuệ của chúng ta thành sản xuất ra của cải tiền bạc chúng ta cần một điểm tựa điểm tựa này chính là một kỹ năng hoặc một sở trường của chúng ta. Nó là trí tuệ, kiến thức của chúng ta mới có thể có đất để phát huy. Vì thế những lúc nghèo khó không có tiền, hãy bỏ thời gian để gây dựng, hình thành cho mình một vài kỹ năng sở trường nào đó. Đây cũng là một khâu đầu tư quan trọng. 3. Đầu tư cho tình bằng hữu. Xã hội hiện đại ngày nay sớm đã không còn là một xã hội mà một cá nhân xuất chúng nào đó có thể tự gây dựng nên đế chế của mình một cách dễ dàng đơn giản bất cứ ai cũng cần có bạn bè đối tác cần có bằng hữu sẵn sàng ra tay giúp đỡ trong những thời điểm mấu chốt quan trọng nhất mới có thể thành công nói cách khác khi nghèo chúng ta nên đầu tư cho tình bằng hữu cái nghèo không ảnh hưởng đến việc giao lưu, kết bạn một cách chân thành. Mà thường là những người bạn kết giao với nhau, đúng vào lúc nghèo khó, lại càng đáng tin cậy. Song những người bạn như thế rất hiếm có, cần phải bỏ thời gian, tinh thần và công sức ra để duy trì. Khi người khác giúp đỡ chúng ta, chúng ta nhất định cần báo đáp. Đây là tư duy quan trọng nhất mà một người nghèo khó cần phải có để thay đổi tình trạng của bản thân bởi lẽ trong tư duy của người nghèo tâm lý chung không muốn bị mất đi mà chỉ muốn được nhiều hơn nói tóm lại nếu đã nghèo chúng ta càng không nên tiêu tốn thời gian và tiền bạc vào việc tìm kiếm cách để tiết kiệm tiền tối đa càng không nên oán thán trách cứ số phận hay người khác việc quan trọng nhất là thay đổi tư duy và đầu tư vào những thứ đáng đầu tư nhất như được liệt kê ở trên thay vì ngưỡng mộ sự giàu có của người khác chi bằng hãy bắt đầu thay đổi từ bản thân một việc ai cũng nên làm mỗi ngày mới mong có thể sống vui vẻ an nhiên nếu cảm thấy cuộc sống của mình thật khó có thể vui vẻ an nhiên tự tại hãy thử ngẫm lại xem bạn đã thực hiện những việc quan trọng này hay chưa đối xử tử tế với bản thân việc quan trọng để có cuộc sống vui vẻ an nhiên bạn đã bao giờ từng nghĩ mình sống là vì cái gì sống đến hết cuộc đời suy cho cùng mục tiêu của mình là gì mình muốn để lại thứ gì cho xã hội này nếu như không có lý tưởng hay mục tiêu gì vĩ đại vậy thì tôi bạn chúng ta hãy thử làm một người sống vui vẻ an nhiên đó chính là cống hiến lớn nhất của chúng ta với cuộc đời của chính mình với xã hội và để có thể sống cuộc đời vui vẻ hạnh phúc an nhiên tự tại một điều quan trọng chúng ta phải làm là đối xử tốt với bản thân vậy thế nào là đối xử tử tế với bản thân mỗi sớm thức dậy suy nghĩ quan trọng nhất không phải là sao hôm nay lại phải đi làm mà thay vào đó bạn nên ngẫm nghĩ một chút rằng hôm nay mình muốn làm gì để mình cảm thấy vui vẻ tương tự như vậy vào buổi tối bất kể là bạn đã làm gì hãy cùng suy nghĩ thêm rằng tiếp sau đây mình sẽ làm gì mới có thể khiến mình thoải mái dễ chịu hơn kế hoạch mỗi ngày hoặc mỗi tuần mỗi tháng của bạn thực ra đều là chỉ tiêu quan trọng nhất khi bạn thiết lập mục tiêu cho mình có thể nhân sinh có nhiều điều bất đắc dĩ không thể theo ý mình hoàn toàn sau dù có thế nào mỗi chúng ta hãy đặt hai từ vui vẻ vào trong tín niệm nhân sinh của mình bởi khi bạn có niềm tin bạn mới có thể tiến tới hành động nếu cả ngày bạn chỉ nghĩ cách kiếm tiền mà không thể cảm thấy vui vẻ vậy thì bạn nên suy nghĩ lại rằng suy cho cùng việc bạn cần làm là gì những việc gì mới khiến bạn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc cảm xúc là thứ có thể lan truyền không có bất cứ ai có thể chịu trách nhiệm cho niềm vui của bạn ngoài bản thân bạn nhưng khi bạn có cảm xúc vui vẻ ấy sẽ tự nhiên tác động đến người khác khiến họ cũng cảm thấy vui theo. Niềm vui như vậy mới có thể hình thành nên năng lượng của hiệu ứng cánh bướm lan truyền rộng rãi ra bên ngoài. Sống cho hiện tại. Có một cuốn sách nổi tiếng có tên gọi Suy tưởng. Cuốn sách ghi lại sự phản tỉnh, những ghi chú do chính bản thân tác giả. Người giữ ngôi vị hoàng đế La Mã từ năm 161 đến năm 180 cuốn sách có đề cập đến một khái niệm vô cùng quan trọng đó là hiện tại và chỉ có hiện tại mới là thật bởi lẽ dù bạn có sở hữu sự nghiệp lớn cỡ nào đi nữa thì khi bạn chết đi tất cả đều trở nên vô nghĩa vì thế khi bạn có thể cảm thấy vui vẻ với bất cứ việc gì mình đã làm đó chính là sự chịu trách nhiệm và cống hiến tuyệt vời nhất cho cuộc đời của bạn vậy thì làm thế nào để vạch ra kế hoạch cho từng ngày từng tuần từng tháng để sau đó có thể bước tới con đường dẫn tới niềm vui đầu tiên mỗi người cần phải nắm được công việc mà mình phải hoàn thành trong ngày hôm nay là gì sau khi phân loại mức độ nặng nhẹ chậm gấp hãy liệt kê chúng ra sổ ghi chép và hoàn thành từng việc một tất nhiên bạn cũng phải nắm được rằng bạn có bao nhiêu thời gian để hoàn thành những công việc đó mỗi tuần chỉ cần hoàn thành vài việc quan trọng là được ngoài ra mỗi ngày bạn cũng cần hiểu rõ sau khi tan là mình sẽ làm gì để có thể cảm thấy vui vẻ có thể là tập thể dục vận động nghe nhạc đọc sách thiền chỉ cần là việc có thể khiến tâm trạng vui vẻ bạn đều có thể thử tiếp tục trước khi đi ngủ hãy điều chỉnh lại tâm trạng một chút để bản thân có thể đi vào giấc ngủ với cảm giác thoải mái dễ chịu nhất niềm vui luôn cần phải bỏ ra nhiều thời gian để vun vén nhưng một khi bạn đã cảm thấy có mục tiêu có hứng thú lẽ tự nhiên bạn sẽ cảm thấy mình tràn đầy nhựa sống niềm vui hiển hiện khắp mọi nơi vì thế hãy chú ý bồi dưỡng cho cảm xúc cũng như hứng thú của bản thân. Hãy chơi những môn mình thích tham gia, những hoạt động mà bản thân thấy hứng khởi. Như vậy đến tuổi nghỉ hưu, chúng ta mới không bị khủng hoảng tâm lý, không bị rơi vào trạng thái không biết mình cần gì, muốn làm gì. Sống trên đời mười việc thì có đến 8 9 việc không thuận theo ý mình vì thế mỗi chúng ta càng cần phải có tâm lý vui vẻ thoải mái thậm chí là phải biết cách tìm kiếm niềm vui ngay trong những điều ngang trái tuyệt đối đừng vì người khác nói này nói kia mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân làm việc như thế đến phút giây cuối cùng của cuộc đời chúng ta cũng không bao giờ phải hối hận bởi chúng ta đã sống một cuộc sống thật vui vẻ và ý nghĩa phần cuối video kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện ý nghĩa triết lý sâu sắc sau đây một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già với tâm trạng bi quan và chỉ thích phàn nàn đối với anh cuộc sống là một chuỗi ngày buồn chán không có gì thú vị một lần khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ người thầy im lặng lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ con cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi lập tức chàng trai làm theo cốc nước mặn chát chàng trai trả lời người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi nước trong hồ vẫn vậy thôi thưa thầy nó chẳng hề mặn lên chút nào chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử người thầy chậm rãi nói con của ta ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống và những khó khăn đó giống như thìa muối này đây nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích quan điểm của quý vị như thế nào hãy để lại ý kiến bình luận và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chia sẻ và lan tỏa những điều tốt đẹp cũng như để nhận những video mới nhất từ chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã luôn lắng nghe chia sẻ và đồng hành cùng kênh sống hạnh phúc thay mặt ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại